quan điểm ý kiến 17-3308.03.2018, cập nhật 17-3408.03.2018, rút ngắn theo ông Can Thay Ơ, giáo sư danh dự trường Đại học New South Wales, chuyến thăm của tàu sân bay USS Can Vinson tới Việt Nam mang theo nhiều thông điệp. Ngày 5 tháng 3, đoàn tàu Hải quân Mỹ gồm tàu sân bay USS Can Vinson, tàu tuần dương USS Lake Chamberlain và tàu khu trục USS Wayne Myers đã cập cảng Đà Nẵng, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị Việt Nam kéo dài 5 ngày đến ngày 9 tháng 3. Đây là lần đầu tiên một cụm tàu sân bay Mỹ đến Việt Nam kể từ khi chiến tranh Việt Nam kết thúc hơn 40 năm trước. Trao đổi với chúng tôi về ý nghĩa và tác động của chuyến thăm lịch sử này đối với mối quan hệ hợp tác giữa hai nước Mỹ-Việt, ông Can Thay Ơ, giáo sư danh dự trường Đại học New South Wales cho hay, chuyến thăm của tàu sân bay USS Can Vinson sở dĩ thực hiện được là do lòng tin chiến lược giữa Việt Nam và Mỹ đã gia tăng. Giờ đây, chuyến thăm của tàu USS Can Vinson tới cảng Tiên Sa, Đà Nẵng đã thiết lập tiền lệ cho các chuyến thăm tiếp theo của tàu sân bay Mỹ trong tương lai, cũng như sự giao lưu, tương tác giữa quân nhân Mỹ với quân nhân Việt Nam và người dân Đà Nẵng. Tuy nhiên, G.S. Thayer nhấn mạnh, chuyến thăm này chỉ đơn thuần là một phần trong quan hệ hợp tác quốc phòng Mỹ-Việt, theo khuôn khổ bản ghi nhớ về thúc đẩy hợp tác quốc phòng MOU ký năm 2011 và tuyên bố tầm nhìn chung về hợp tác quốc phòng giữa hai phía năm 2015. Theo vị giáo sư, chuyến thăm của tàu sân bay USS Can Vinson mang theo nhiều thông điệp. Thứ nhất, cả Mỹ và Việt Nam đều ủng hộ tự do hàng hải trên biển Đông. Việt Nam ủng hộ các hoạt động đóng góp tích cực của Mỹ đối với hòa bình, an ninh và ổn định trong khu vực. Thứ hai, chuyến thăm của tàu USS Can Vinson là một minh chứng rõ ràng rằng nước Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump sẽ tiếp tục tham gia vào việc duy trì cán cân sức mạnh ở Đông Nam Á. Thứ ba, Việt Nam đang phát đi tín hiệu rằng mặc dù hoan nghênh hải quân Mỹ nhưng Việt Nam sẽ tiếp tục duy trì sự tự chủ chiến lược và độc lập trong khu vực. Thứ tư, sức mạnh tuyệt đối của nhóm tác chiến tàu sân bay USS Can Vinson cho thấy hải quân Mỹ vẫn là lực lượng quân sự mạnh nhất trong khu vực cũng như trên toàn thế giới. Trong cuộc họp báo sau lễ đón nhóm tàu sân bay USS Can Vinson, ông Daniel Ellsberger, đại sứ Mỹ tại Việt Nam cho biết, chuyến thăm của đội tàu hải quân Mỹ đánh dấu cột mốc quan trọng mang tính biểu tượng trong mối quan hệ giữa hai nước. Chuyến thăm cũng thể hiện sự ủng hộ của Mỹ cho một nước Việt Nam vững mạnh, thịnh vượng và độc lập. Hai nước với sự nỗ lực, tôn trọng lẫn nhau và bằng cách tiếp tục giải quyết vấn đề trong quá khứ cùng lúc với việc hướng đến tương lai tốt đẹp hơn. Từ cựu thù, hai nước đã trở thành đối tác chặt chẽ, đại sứ Mỹ tại Việt Nam nhấn mạnh. Theo thời đại